Con hãy quan sát tranh. Chúng mình thấy rằng các bạn nhỏ đang chơi đồ chơi. Con hãy đếm xem có bao nhiêu ô tô và có bao nhiêu con búp bê. Các con đã đếm được bao nhiêu cái ô tô? À, quan sát hình vẽ, chúng mình sẽ thấy có 21 cái ô tô. Có bao nhiêu con búp bê? À có 23 búp bê. Các con ạ, à, có rất nhiều cách đếm khác nhau để chúng mình sẽ đếm được số chiếc ô tô và số búp bê. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40. Các con quan sát và cho cô biết cô có bao nhiêu khối lập phương. Ở đây chúng mình thấy mỗi thanh này có 10 khối lập phương. Vậy chúng mình có thể đếm như sau. 10, 20, 21. Như vậy có 21 khối lập phương. 21 được viết như sau. Cô viết chữ số 2 ở phía trước, chữ số 1 ở phía sau. Chúng mình đọc lại nào. 21. 21. 21. Đây chính là cách đọc số 21, còn đây là cách viết số 21. Cách đọc cô sẽ ghi bằng các chữ cái và cách viết cô sẽ ghi bằng các chữ số. Các con quan sát tiếp và cho cô biết cô có bao nhiêu khối lập phương. Các con quan sát cô đếm nhé. 10, 20, 21, 22, 23. Cô có 23 khối lập phương cô đọc là hai mươi ba số hai mươi ba được viết như sau số hai mươi ba là số có hai chữ số chữ số hai đứng trước chữ số ba đứng sau tiếp theo còn hãy đếm cho cô xem cô có bao nhiêu khối lập phương bây giờ các con cùng quan sát cô đếm này 10 20 30, 31, 32. Cô có 32 khối lập phương. Cô đọc là 32. Số 32 được viết như sau. Cô viết chữ số 3 đứng trước, chữ số 2 đứng sau. Chúng mình đọc lại nhé. 32 32 32 quan sát và cho cô biết, cô có bao nhiêu khối lập phương nữa nào? À, ở đây cô có 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Có 37 khối lập phương. Và cô viết số 37. Chúng mình thấy số 37 là số có hai chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 7 đứng sau Chúng mình đọc lại nhé Ba, mươi, bảy Ba, mươi, bảy Cô vừa hướng dẫn các con hình thành các số 21, 23, 32 và 37 Tương tự như vậy, các con hãy lấy bộ đồ dùng Chúng mình hãy lấy cho cô những hình lập phương Chúng mình hãy lập cho cô các số còn lại để được dãy số từ 21 đến 40 nhé. Nào, các con hãy bấm dừng video lại và chúng mình lập cho cô các số từ 21 đến 40. Các con quan sát, cô có các số từ 21 đến 40 như sau. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

chúng mình không đọc là hai mươi một nhé tương tự như vậy số này chúng mình sẽ đọc là ba mươi và các con cũng chú ý thêm này số này chúng mình sẽ đọc là hai mươi chứ chúng mình không đọc là hai mươi năm nhé nào con đọc lại hai mươi lăm ba mươi Số này chúng mình sẽ đọc là 24. Chúng mình không đọc là 24 nhé. Nào con đọc lại. 24. 24. 34. 34. Nào, bây giờ các con hãy đọc lại cho cô dãy số từ 21 đến 40 nhé. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Các con vừa được học các số có hai chữ số từ 21 đến 40. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Bài tập 1, số. Bây giờ các con hãy quan sát cho cô các khối lập phương. Các con hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu khối lập phương và đặt các thẻ số tương ứng vào ô chấm hỏi nhé. Sau khi đặt xong, chúng mình sẽ đọc cho bạn bè hoặc người thân nghe những số chúng mình vừa đặt. Nào, bây giờ các con hãy bấm dừng video lại và chúng mình thực hiện cho cô nào. Các con đã thực hiện xong chưa? Quan sát cho cô hình thứ nhất có bao nhiêu khối lập phương? À, hình thứ nhất có 10, 20, 21, 22, có 22 khối lập phương, vì vậy cô đặt thẻ số 22. Hình thứ hai có bao nhiêu khối lập phương?

có 35 khối lập phương con có đếm giống cô không nào à rất tốt bây giờ chúng mình chuyển sang bài tập số 2 bài tập 2 viết các số a à, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mươi 29 30 B 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Các con thấy rằng ở đây người ta đã ghi cách đọc của các số, con hãy dựa vào cách đọc này con viết cho cô các số tương ứng nhé. Cô ví dụ ở đây là số 20. Vậy khi viết số thì cô sẽ viết bằng chữ số này. Số 20 là số có hai chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Tương tự như vậy, chúng mình hãy viết cho cô các số còn lại nhé. Các con hãy bấm dừng video lại và chúng mình hãy làm cho cô vào vừa bài tập của mình. Con viết được chưa? Bây giờ các con cùng xem đáp án của cô nhé.

29 30 Phần B Số 30 được viết như sau Viết chữ số 3 đứng trước Chữ số 0 đứng sau Tiếp theo 31 Cô sẽ viết chữ số 3 đứng trước Chữ số 1 đứng sau 32 33 33 ba mươi tư ba mươi lăm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi như vậy ở phần a Chúng mình đã viết được các số từ 20 đến 30. Ở phần B, chúng mình đã viết được các số từ 30 đến 40. Bây giờ chúng mình cùng làm tiếp bài tập số 3. Bài tập 3, tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó. Các con quan sát ở đây, chúng mình thấy đã có các số từ 1 đến 20. Và ở hai dãy cuối các số từ 21 đến 40. Nhưng một số vị trí còn thiếu. Bây giờ con hãy giúp các chú ong điền nốt các số còn lại nhé. Con hãy bấm dừng video lại và con hãy điền nốt cho cô nào. Chúng mình đã điền như thế nào? À, các con cùng quan sát lên màn hình để xem đáp án của cô nhé. Ở đây là số 21, số 22 Vậy số tiếp theo sẽ là số 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Cô và các con vừa giúp các chú ong tìm được các số còn thiếu ở hai dãy dưới đấy. Và chúng mình quan sát ở bài tập số 3 này là các số từ 1 đến 40 mà chúng mình đã được học. Bây giờ các con hãy bấm dừng video lại, chúng mình đọc cho cô các số từ 1 đến 40 nhé. Chúng mình đọc xuôi, sau đó chúng mình lại đọc ngược lại. Lần thứ nhất, chúng mình sẽ đọc xuôi từ 1 đến 40. Lần thứ hai, chúng mình sẽ đọc lùi từ 40 đến 1. Bài 4 có tất cả bao nhiêu cầu thủ? Các con thấy rằng ở trên sân có hai đội bóng đang chuẩn bị thi đấu. Chúng mình hãy đếm cho cô xem Cả hai đội bóng có tất cả bao nhiêu cầu thủ nhé? Con hãy bấm dừng video lại và con hãy đếm cho cô nào. Cho cô biết trên sân có bao nhiêu cầu thủ. Trên sân có 22 cầu thủ. Chúng mình thấy rằng đội phía bên tay trái có 10 cầu thủ mặc áo xanh. Đội phía bên tay phải có 10 cầu thủ mặc áo đỏ. Và mỗi bên có một thủ môn chấn giữ không thành Như vậy chúng mình có 10, 20, 21, 22 cầu thủ Các con thân mến, hôm nay cô đã hướng dẫn các con học bài Các số có hai chữ số từ 21 đến 40 Chúng mình đã biết đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40 Và thực hành vận dụng trong giải quyết tình huống Các con hãy tiếp tục kể cho bạn bè và người thân nghe những gì chúng mình đã được học ngày hôm nay nhé xin chào và hẹn gặp lại các con ở những giờ học sau